kể từ khi đạt những cái chương trình MBT, CT và TUT của công ty, thì cái việc đầu tiên là thay đổi cuộc sống gia đình, có nghĩa là thay đổi cái chất lượng sống, thay đổi cái tài chính trong gia đình. Mình vượt tới cái ngưỡng cửa đó, tất nhiên là cái thu nhập của mình đã là ổn định, và thay đổi luôn kể cả lượng và chất về vấn đề mà khách hàng tiềm năng của mình. Mình xây dựng được một cái hệ thống để giúp cho mình được có ngày hôm nay, có nghĩa là mình đã là một MDT và một CT và một TUT, là mình phải có tâm, có tầm và có cái vấn đề kỹ năng mềm để mình giúp cho khách hàng. Một cái câu nhắn nhủ cho tất cả hệ thống đại lý và tất cả các cấp quản lý và anh em, thì mình cố gắng làm khi mà mình đã suy nghĩ rồi thì mình phải thể hiện qua cái hành động, và hành động nó sẽ tạo ra kết quả, và kết quả là thước đo cuối cùng đem lại cái gì tốt nhất cho cái kinh doanh quý bốn của mình được thành công ạ.